Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ sáng thứ hai, ngày 29 tháng 4, ngày thứ 796 của cuộc chiến. Vâng, à, vẫn là những ngày lễ tưng bừng, huy hoàng. Chúc quý vị ngày lễ vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ. Vâng, chắc là giờ này thì um, phần lớn quý vị đang quẩy tưng bừng trên mọi miền của Tổ quốc rồi, nhưng mà chúng tôi nhận được những tin nhắn đại loại kiểu như thế này là ông mà không lên ngày lễ là không xong với tôi đâu đấy đấy tình hình chiến sự rất chi là căng thẳng cho nên là không thể là không nắm được cái diễn biến chiến sự ảnh hưởng tới vận mệnh của hành tinh đấy. và tôi nhớ đến cái hôm mà đêm 30 mươi tết quý vị giao thừa xong ấy thì có rất nhiều quý vị nhắn tin và có còn quý vị là gọi điện qua cái chức năng của cái trang ở trên facebook ấy thì đầu tiên mình cứ tưởng rằng là ông nào đấy ông ấy không gọi được bằng điện thoại. Ông bạn thì ông chúc mừng qua cái 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 Facebook nhưng mà không ngờ. Nhấc lên đầu máy ông chả chúc mừng năm mới gì mình. Ông có bảo là thế ông đang đi đâu ấy mà không thấy làm video gì trong đêm nay. Ông đêm nay ông bận việc gì à? Và đêm 30 Tết mà mấy ông ấy vừa nhắn tin gọi điện mình ông ấy bảo là hôm nay ông bận gì mà ông không làm video. <laughs> vâng nửa khóc nửa cười đúng không, quý vị nhưng mà dù sao cũng rất là tuyệt vời bởi vì là ít nhất cũng có những người nhớ tới mình trong một cái ngày trọng đại như vậy Và thậm chí là người ta còn quên Tết đúng không, quý vị Bởi vì rõ ràng đấy là đêm giao thừa Mà lại bảo người khác rằng là đi đâu có việc gì mà đến nỗi không làm video Những ngày lễ thì nhiều khi uh, chẳng qua là chúng tôi ở trên đường ấy Thì không làm được thôi hoặc làm thất thường thôi Chứ còn những ngày uh, chủ nhật thì thôi nghỉ một hôm để cho nó hồi sức quý vị ạ Chứ còn cứ ám quý vị cả tuần ấy đúng không ạ Cũng mệt mỏi đấy chứ không phải đơn giản đâu À, cái chương trình ăn cơm khoan nói chuyện quốc tế thôi chứ còn uh, diễn biến chiến sự thì chủ nhật à, tôi cũng làm 2 hai video mà. Vâng, lại một lần nữa chúc quý vị uh, vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ nhá. Chương trình hôm nay uh, trên tinh thần ngày lễ hoặc cuối tuần thì chúng ta cứ vui vẻ à ơi thôi, cũng không có nặng nề về các vấn đề tư cách đạo đức nghề nghiệp. Và đầu tiên thì chúng ta biết rằng là hôm nay ấy thì ở nước Nga người ta cũng đã đã và đang kỷ niệm cái ngày lễ chính thống giáo à ờ, vâng, hôm nay là ngày 29 của chúng ta đúng không ạ? Thì ở đó đúng rồi. Uh, ngày lễ phục sinh đấy nó sau cái ngày lễ phục sinh của công giáo La Mã thì chính thống giáo là nó sau 2 tuần mà. Có thể nói là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của họ đấy. Thế mà nhưng mà chúng ta thử xem là đến trên cái chiến trường thì họ có nghỉ ngơi gì không hay là vẫn tiếp tục cống hiến cho khán giả những uh, gọi là trận đấu mãn nhãn đẹp mắt. Đầu tiên thì vụ tấn công ngày hôm qua vào bán đảo Crimea của Ukraine bằng 5 tên lửa Shadow quý vị ạ, Storm Shadow. Đây và đây từ khu vực này, 5 chiếc. Rồi, Ukraine cũng cất cánh các cái loại máy bay, kể cả cái giống máy bay Jack của Nga, máy bay mà chuyên huấn luyện ấy, để bây giờ họ bay gọi là Iselt e ở khu vực này. Tìm và tiêu diệt những cái UAV trinh sát của phía Nga. Đấy, phía Nga cũng tung ra khá nhiều UAV trinh sát còn bay tới tận Uh, sát cái khu vực này thôi. Nhưng mà cơ bản chính xác thì nó cũng không giải quyết uh, tất cả các vấn đề. Bởi vì thực tế ấy, là tên lửa nó bắn từ đây ra một phát thì uh, vâng cũng chấp nhận thôi, đúng không ạ? Thì đánh chặn được thì đánh chặn, còn không là phải chấp nhận. Vâng, đây tên lửa tôi đính chính lại Storm không phải Storm Shadow mà Attack. Cái tên lửa Attack này ấy, thì nó tác oai tác quái ở chỗ là nó có thể bắn được ở một cái vị trí gần như là người ta không 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 có thể uh, uh, chuẩn bị trước được nhất là cái chiến thuật của ukraine họ đã sử dụng những cái hima để ở sát trận địa nhưng mà họ để dưới hầm hầm mà hầm cơ động quý vị nhé, tức là nó như thế này này thậm chí là nó ở dưới hầm như này xong cái xe của nó ấy, chỉ việc là nó để sẵn đấy nó đưa lên trên hầm một phát thôi bắn phát xong nó lại rút xuống hầm cho nên nga không tài nào phát hiện ra được thứ hai nữa ấy, là tôi đã nhìn thấy video rồi không phải là chỉ có hima và cả các loại pháo nữa nó để sẵn ở một cái trượt nhé. Cái ụ trượt dưới hầm như thế này đấy thế khi mà có nhiệm vụ phát thì nó như cái bao diêm mấy quý vị nó lôi ra như thế này nó khai hỏa xong phát nó đóng cái bao diêm vào đấy, ở rất nhiều nơi trên chiến tuyến cho nên cái việc là nếu như ukraine trình làng một số lượng lớn ấy, thì những cái pháo này nó lại thực sự không nguy hiểm bởi vì lúc bấy giờ nó sẽ làm mồi cho các cái loại uav và tên lửa của phía nga nhưng mà nếu mà nó phẫu thuật thì nó lại nguy hiểm nhưng mà tất nhiên nó chỉ nguy hiểm ở cái, cái cạnh phẫu thuật thôi Tức là nó bắn tỉa được thôi chứ nó không có thể gây được cái, cái 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 sát thương trên một cái diện cực rộng. Nó sẽ phẫu thuật những trang thiết bị từ tầm 1 cho tới 2 3 4 chiếc, còn nếu để gần nhau, còn nếu không thì nó có thể phẫu thuật vào một cái trại lính nếu mà đóng gần nhau. Nhưng mà bảo nó rằng nó bắn cả vào một cái trận địa thì rõ ràng là phía Nga họ sẽ phát biện và họ sẽ xử lý ngay. Thì cái con attack này cũng, cũng thế thôi, nó cũng sẽ làm cái động tác mà mang tính chất là nó phục kích. Thế nhưng mà đây thì nó ở khá xa biên giới của Nga, nhất là cái phiên bản bắn 300m Kimlet thì tất nhiên phía Nga cũng không làm gì được. Thế nhưng cái điểm yếu của cái con ATAC này thì nó dễ bị bắn chặn hơn so với lại các loại tên lửa phóng từ trên không xuống, cho nên là trong năm cái hôm qua ngày Ukraine bắn thì Nga đã bắn chặn hoàn toàn. Đấy, như thì tất nhiên ATAC nó phải phối hợp với UAV với Storm Shadow với Neptune với USV, tức là nó phải tác chiến điện tử cho các thứ nữa thế cuối cùng làm tan hết hệ thống phòng không thì nó bắn attack thì nó mới ăn thua đúng không ạ nhất là bây giờ ukraine attack toàn đạn chùm thôi tuy nhiên đến thời điểm này thì chúng ta có buổi chiều hôm qua chúng ta đã không tin về việc là ukraine được sự hậu thuẫn của chính phủ mỹ và nato và người anh đang chuẩn bị cho một đợt tấn công lớn vào biển đen đúng không ạ thì tất nhiên Khả năng diễn ra vào khu vực Biển Đen, Sevastopol, Crimea, cầu kiếc này thì nó cũng là rất cao. Trong đó họ nói rằng đang chuẩn bị mục tiêu tấn công cầu Crimea, uh, USV, UAV, ATAC, Storm Shadow và tất cả những vũ khí uh, có thể để phá hủy cây cầu của Nga. Và đoàn tấn công này gần như chắc chắn sẽ diễn ra trong tương lai. Như vậy đây. Đấy là cái mục tiêu mà người ta tấn công ám toán nhưng mà người ta lại công bố trước. Thì chúng ta có thể thấy là nó có những vấn đề. Một, là lần này uh, ukraine đã tổ chức một cái chương trình rất to đúng không ạ được sự tham gia của cả mỹ anh châu âu và của chính ukraine nữa thứ hai nữa là lần này cũng lần đầu tiên công bố mục tiêu trước uh, tất cả những điều đó cho phép chúng ta nghĩ về một cái gì đó nó rất khác vẫn cũng có thể nó ở đây nhưng mà nó sẽ vào một cái thời điểm khác đúng không quý vị uh, nếu họ nói rằng là trong tương lai rất gần đầu tháng 5, trong uh, trước cái đại lễ chiến thắng của phía nga nhưng mà cũng rất có khả năng thì nó cũng sẽ rơi vào những nơi khác bởi vì nói thật là cũng không ai đi nói cái chỗ mà mình chuẩn bị đánh trước bao giờ ngày xưa thì ukraine phải nói trước về cuộc tổng hành công của họ bởi vì là họ không nói thì phương tây không tin và không cho họ tiền đúng không ạ nhưng mà bây giờ thì cái việc này thì nó không nhất thiết phải như vậy khả năng thì mục tiêu cao nhất nó vẫn là cái cầu crimea này quân cảng sevastopol này trung tâm hậu cần và hệ thống phòng không ở giữa bán đảo crimea và vùng Krasnodar nơi rất nhiều những nguồn lực liên quan đến sân bay hàng không, xăng dầu, Rostov-on-Don căn cứ chỉ huy và cũng xăng dầu điện nước của phía Nga. Đấy là những mục tiêu lớn ở cánh phía Nam. Còn lại vùng Donetsk, Lugan thì cơ bản cũng chỉ có những cái nhà máy xí nghiệp mà nhìn chung nó cũng chưa có một cái gì nó quá quan trọng. Nhưng rất có khả năng thì nó sẽ diễn ra ở những vùng như xanh Petersburg, Piskov, hoặc thậm chí là Moscow và một loạt các cái tỉnh biên giới phía Bắc bởi vì là cái chiến dịch này thì nó dễ để nó có thể tung ra mà phía nga không lần thao được cái dấu vết chuẩn bị còn nếu tấn công trên bộ thì nó dễ hơn đúng không ạ rồi chúng ta cứ gọi là phỏng đoán như vậy đã về phía nga thì hôm qua chúng tôi đã nói hết những thông tin liên quan đến việc tấn công của phía nga rồi Mì-cô-la-ép buổi chiều này tấn công vào một cái khu vực sản xuất thủy quân đúng không ạ usv đấy rồi là một cụm lính nói tiếng Anh, trong đó thì đã thiệt mạng đâu đó mười mấy hai mươi người gì. Ngày đêm hôm qua thì đã đánh vào Khắc Cốp, một trại lính đánh thuê, 150 người. À, tin đồn nó có khoảng một nửa người bị loại khỏi vòng chiến đấu. Còn lại thì chỉ có những vụ đánh bom và UAV ở dọc tuyến Khắc Cốp, Sumi và các cây tuyến chiến thuật khác ở đây thôi. Vậy là cái ngày lễ phục sinh của chính thống giáo người Nga cũng có vẻ là họ có những cái dấu hiệu không có dữ dội đúng không ạ trên chiến trường. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại những cái hoạt động ở trên các vùng chiến địa. Và đây là một trong những cái điều chúng ta đã chờ đợi rất lâu đúng không ạ liên quan tới cánh quân đầu tiên của Nga xuất kích ở cái khu vực gần Kupian và, và ngày hôm qua thì tổn thất khu vực này đã quay trở lại so với cách đây 3 tháng 270 người quý vị ạ 270 người một xe bọc thép hạng nặng 8 xe khác 5-6 khẩu pháo Vâng Như vậy là tổn thất lớn Rất lớn đúng không ạ Từ rất lâu rồi điều đấy nó cũng rất dễ hiểu thôi bởi vì là ở khu vực này ấy, thì Ukraine đóng rất dày đặc quân, đấy chúng ta thấy là cụm quân từ đây lên đây rất dày đặc. Đây cũng là cái tiền đề để chúng ta có thể trao đổi về một cái chiến dịch này của nga nó rất quan trọng trong cái thời gian sắp tới. Đặc biệt là với cái thế trận như hiện nay của Ukraine nhé. Chứ còn nếu thực sự á, thì nó cũng không quá quan trọng. Thế nhưng mà với thế trận bây giờ ấy, thì cái việc nga tấn công như thế nào, nó sẽ thay đổi cái chiến trường rất là nhanh đầu tiên thì bây giờ chúng ta hãy để ý tới một cái vâng chúng ta hãy đi vào cái diễn biến cái đã à, diễn biến ngày hôm qua ở khu vực màu vàng ở đây đấy chúng ta thấy là sau hai nỗ lực tấn công uh, trong một ngày rưỡi đúng không ạ từ sáng ngày hôm kia uh, chiều ngày hôm kia cho đến chiều ngày hôm qua và đến thời điểm này thì theo nhiều nguồn tin thì phía nga đã chiếm được klisoka họ đã cắm cờ ở khu vực trung tâm rồi đấy còn phía ukraine thì cũng đã nói rằng là quân địch chiếm hầu hết và ngay sau đó tối ngày hôm qua phía nga đã tấn công từ nhiều hướng từ trên uh, sườn phía nam xuống costa uh, rica à, rồi những cánh quân của họ cũng tiến vực phía nam lên phía bắc và hướng phía đông có nghĩa rằng ba mũi tấn công của họ bây giờ thì ít nhất họ đang giao tranh ở cái cung đường này nếu nga vượt qua được cái đường trên cái cao điểm này tấn công vào phía bắc thì chắc chắn là mặt trận ukraine sẽ toang ở thị trấn này ở đây thì nó cũng nhỏ và nó bị gần bị ba mặt rồi hai năm mặt thế nhưng mà cái câu chuyện rằng là cái trận địa phòng thủ ukraine ở đây thì nó còn rất vững vàng bởi vì trước đây nga cũng đã từng đánh chiếm vào một lần và họ đã bị đánh bật ra à, và ukraine đem quân đến tấn công dữ dội để đánh lui nga ở cái ngọn đồi phía bắc bảo vệ cái làng đằng sau cái lưng của cái thị trấn này và giờ nhờ vào cao điểm cũng như cái trận địa dày đặc ở xung quanh này cho nên là rõ ràng mặc dù cụm quân này nó sát với dưới tuyến và gần như lặp nằm trong một cái sự bao vây hờ của phía nga nhưng mà nó vẫn đã đứng vững một thời gian rất dài thì uh, diễn biến như vậy rồi uh, chúng ta còn nhớ rằng sau khi nga đánh đợt đầu tiên vào ngày hôm kia thì đáng nhẽ rằng là chúng ta thấy là nga phải đánh ở đây đúng không quý vị họ phải đánh nhất định phải đánh ở đây nhất định phải đánh ở khu vực này nhất định phải đánh ở khu vực này và đặc biệt ấy, là nhất định họ phải đánh ở khu vực này đấy Chúng ta nói điều đó rồi họ sẽ đánh vào đây đúng không, quý vị. Đấy, và có khả năng là họ sẽ ở như thế này nữa. Thế nhưng mà trong uh, ngày hôm qua thì họ chỉ có ở khu vực này thôi. Uh, đến mãi chiều ngày hôm qua thì họ mới xuất phát những cái cánh khác ở khu vực này. Và cái điều mà chúng ta chờ đợi ấy là buổi chiều chúng tôi nói quý vị là Nga đã tập trung một cái cánh quân uh, khá là oanh động ở hướng Pichane, ở thị trấn Tabayka của họ và đây mới là thứ mà chúng ta chờ đợi bởi vì nó mới nói lên được rằng là cái hướng tấn công này của nga nó có cái động lực đúng không ạ nó có mục tiêu nó có động lực chứ nếu mà họ chỉ tấn công vào mỗi cái khe này không thì thứ nhất là nó cũng không chiếm được mà chiếm được thì cũng không giữ được mà rồi không thì nó cũng chưa lơ vơ nó không thể tiến được xa đến đâu và tất nhiên nó không thể đe dọa được ukraine à, trong khi đó thì chiến lược của nga chiến thuật của họ là chiến thuật đe dọa nhiều hơn là đánh chiếm và đúng là trời không phụ lòng người, chúng ta thấy rằng là phía vàng đấy những thứ mà chúng tôi đã nói ở cái hướng này, à, điều này có nghĩa rằng là cánh quân của Nga đã xuất phát ở hướng phía giữa Tabayka, Komane, một cái cánh quân khá lớn, đánh qua, vượt qua cái ngọn đồi và cụm rừng để tiến thẳng về Pichane, đúng ạ, thị trấn quan trọng, à, còn lại ở cái hướng phía nam của trong cái bản đồ này để tiến tới bên trái bờ sông. Đấy, thế còn họ cố tình dây dưa giao tranh dữ dội ở trong khu vực tam giác Kitsipka và Kotaripka, Ivanivka ở phía trên. Và thậm chí cả những cánh ở phía nam của Kotaripka, nơi mà chúng tôi đã vẽ những mũi tên ở đây thì nó cũng là những mũi tấn công mang tính chất là nó không đáng kể, đúng không ạ? Nó chỉ ép vào thôi, mà còn cơ bản là họ muốn kéo quân Ukraine ở đây. Và nếu như mà đúng như thế nữa thì tôi thấy rằng là đấy mới là đúng bài. Bởi vì bản thân Nga thì cũng không có cái uh, động lực nào để đánh chiếm cái cụm bốn uh, cái thành còn lại ở đây đâu. Nếu mà liên kết mấy thành ở trên đây nữa là năm thành. Bởi vì thực tế ấy, là quý vị có thể thấy một điểm rằng là uh, trừ khi nhá, trừ khi nếu mà Nga đánh cái này ấy thì ai cũng biết rằng là cái mục tiêu của họ là tiến tới Kupian rồi, đúng không ạ? Họ sẽ men theo cao điểm và đường này để bao vây và Petropalipka. Mũi tấn công này của họ cũng sẽ ép sát tới cắt quân Ukraine ở trong cụm này và tiến tới bao vây phần phía đông. Và mũi ở trên Sinkovka thì cũng kéo xuống để bao vây phần phía bắc. Cái pháo đài đầu tiên ở đây để che chắn cho cái Kubian ở bên này bờ sông. Điều tôi muốn nói rằng là cái cái thành phố này nó 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 đặc biệt là gì? Nó là nằm giữa bị trẻ khe ở giữa một cái con sông cực kỳ lớn. Hai bên thì pháo đài dày đặc. Nó có thể nói là ở khu khắc cốp ấy, đây là thành phố lớn thứ hai nó rất to có nghĩa rằng là cực kỳ khó đánh đúng không ạ và cực kỳ khó vượt sông thế thì cái câu chuyện một điểm rằng là nếu như nga mà đánh vào cái góc này thì buộc họ phải họ phải tiến lên đúng không ạ họ phải tiến ra đây này rồi họ phải tiến lên này để họ đánh ngay khu vực này à, tất nhiên mục tiêu là họ sẽ ít nhất đến đây và đánh khu vực này và bao vây khu vực này giả sử như họ có thể đánh được đi tất nhiên là cũng không phải là dễ nhưng mà giả sử họ đánh được đi thì chúng ta thấy rằng là sau đó thì cái nguyên tắc mà chúng ta hay nói về nga là gì là đánh xong chiếm xong thì phải làm gì đúng ạ chứ còn chiếm xong mà để đấy mà không tiến được nữa thì có nghĩa thế là thua đấy cho nên cái câu chuyện rằng là nga luôn để vết thương hở là người ta đánh nhưng mà người ta không có chiếm hoặc người ta chỉ chiếm một nửa thôi và chiến thuật đấy thì nó kéo dài trên toàn bộ chiến trường chiến lược cho tới chiến thuật cho tới chiến địa đúng không quý vị và nó rất thành công đối với, với nga đặc biệt là cái điểm này này điểm này là một điểm rất to mà nga đã ở bên này bờ sông Họ có thể đánh chiếm dễ dàng nhưng mà họ đã để Ukraine kéo hàng vài chục nghìn quân đến đây và có thời điểm mỗi ngày tốn mấy trăm người, nhưng bây giờ lại quay trở lại tốn gần 300 nữa. Thế thì nó có lợi hơn nhiều so với việc là nga tiến đến bờ sông này, xong rồi không thể vượt được qua sông nữa. Chúng ta nhìn thấy đây là một sông rất to. Nếu mà muốn vượt qua mà lại có cái pháo đài Kuban ở bên này ấy, thì chỉ có thể tổ chức một cái chiến lược um, quân mang tính chất là phương diện, đúng không ạ? Cực lớn và cực kỳ là khó và tổn thất rất là cao và có nghĩa rằng không phù hợp với lại những cái điều kiện cũng như là cái học thuyết chiến tranh của nga tại thời điểm này. thì như vậy một cái hướng đầu tiên là nếu họ đánh khu vực này như nhiều người quý vị nói là theo tôi thì mục tiêu họ sẽ đánh kuban thì nếu họ đánh ở đây thì buộc họ sẽ phải chiếm luôn kuban. ờ, họ sẽ tới kuban và nếu họ tới kuban thì buộc họ sẽ phải vượt qua sông để đánh kuban bên này ngay bởi vì nếu không thì có nghĩa rằng họ chính họ sẽ giải phóng bớt cái nguồn lực mà vài chục nghìn quân của Ukraine ở từ đây xuống phía dưới đúng không à? ạ và điều đó và lại không tiêu hao được cái gì cho Ukraine nữa và như vậy rõ ràng là đối với Nga thì có nghĩa đấy là thua chứ không phải là thắng nếu mặt trận mà đóng băng cho bên đang tiêu hao có nghĩa rằng là bên tiêu hao bên tấn công là bên thua đã duy trì thế tấn công thì phải như ở Ocheretene, tấn công xong phải tấn công tiếp không tấn công chỗ đấy thì phải tấn công chỗ bên cạnh đúng không ạ? Tức là phải lấy cái bàn đạp để tấn công chỗ khác. Nhưng mà chúng ta đây dọc bờ sông này là con sông rất to, cho nên là rõ ràng là phía Nga rất khó để vượt qua. Vậy thì chỉ trừ một cái yếu tố là gì? Trong quá trình Nga tiến quân từ dưới lên. Vâng, thì chúng ta sẽ quay trở lại cái cái bản đồ lớn này. Từ dưới lên để tấn công vào đây hoặc là từ đây họ đánh sang đây rồi tất nhiên là cũng hợp vây với phía trên ở cái trận địa này thì như vậy bắt buộc nga phải có một cánh quân lớn đúng không ạ đột kích từ hướng này tất nhiên là có những trận địa ở đây ở đây và trong góc này để giải quyết toàn bộ cái cụm chiến trường của ukraine ở khu vực đến điểm ở đây hoặc ít nhất là các điểm này thì giao tranh nhưng mà phải có một mũi tấn công đủ rộng sườn và che chắn được sườn đủ độ dày chiến lược uh, chiến thuật để mà họ tiến tới bên này bờ sông Ít nhất phải có như vậy thì họ mới đánh được Cuba. Nếu không muốn nói rằng là phía Nga phải đổ bộ qua sông ở dưới này. Nhưng rõ ràng họ tiến về đây thì họ sẽ không tiến về phía dưới nữa. Như vậy thì nếu như Nga đánh ở hướng này thì họ vẫn có cửa để mà đánh toàn bộ Kupian. Rồi sau đó tiến về khắc cốp đúng không ạ? Thế nhưng mà trên thực tế thì không cần Kupian. Thì phía Nga nếu mà mở được khu vực này, bởi vì bắt buộc họ đánh khu vực này thì nó tiện hơn là họ đánh sừ ở trên này đúng không quý vị? Đấy, họ tiến vào đây thì đã gần tới cái khu vực này của Khắc Cốp đến nơi rồi. Cho nên là cái việc mà phải rẽ từ trên đây xuống tới đây, rồi mới quay trở lại Khắc Cốp thì là một cái con đường nó khá là mua đường. Thế nhưng, uh, trường hợp này nó xảy ra nếu như trong trường hợp mà phía Nga phát động cả cái chiến dịch ở phía đông bắc, phía đông của Khắc Cốp. Thì uh, vừa việc là họ sẽ tiến sướng uy hiếp Kupian rồi sau đó họ sẽ đánh chiếm hoặc là họ sẽ để nguyên cụm bên này. Họ để nguyên khu vực bên này ở bên dưới để họ tấn công sang khu vực Kharkov thì như vậy là họ vẫn vừa ghim được một đống quân Ukraine ở tuyến phía dưới nhưng mà sẽ chọc một cái khe chí mạng về sườn phía Nam, đúng không ạ? Từ điểm như này, sau đó họ sẽ thẳng tới khu vực cái quận quan trọng cắt đường hậu cần ở vùng Chu hip nối với lại kupian Rồi từ đây, từ cái tam giác này thì phía Nga có thể bảo vệ Kharkov hoặc đánh Kupiansk lúc bấy giờ đều có thể hay. Thì như vậy giả thuyết số 1 có nghĩa rằng nếu Ukraine đã hướng Nga mà tấn công ở mấy thị trấn này hướng lên trên đây thì họ sẽ có ý định đánh Kupian phối hợp với từ trên xuống và vượt qua bờ sông để mà đánh thốc sang bên này đúng không ạ và mở chiến dịch lớn đấy tức là trong thời gian tới nó sẽ liên quan tới việc là nó không rời rạc mà nó là cái phải sang bên này thì nó mới có ý nghĩa còn nếu không thì chúng ta cũng đã thấy mặc dù là cái tỷ lệ này thì bây giờ nó không còn như ngày xưa nhưng mà để nói về tiêu hao thì chúng tôi vẫn thấy rằng là phía nga tiến về khu vực phía dưới này như mũi tấn công ngày hôm qua của họ thì nó sẽ hợp lý à, với việc tấn công xuống phía dưới này thì ukraine sẽ bị chia cắt cái trận địa ở đây vài chục nghìn quân của họ không những là không sẽ mỏng đi à, do một vết chọc này của phía nga mà tiếp tục còn phải đổ quân vào nữa bởi vì là người nga người ta đã kéo dài cái chiến tuyến ra đúng ạ mặc dù là trận địa thì nó vẫn nhỏ như vậy Đấy, nhưng mà bây giờ thì đồng loạt nga toàn uy hiếp vào các cánh cung đồng thời của hai bên của phía ukraine. Việc này cho phép nga vẫn gây một cái sức ép cực kỳ lớn đối với lại khu vực Kupian, với lại borova à, và các khu vực bên dưới nữa. Đồng thời là ở đây họ có thể chuẩn bị cái điểm tổ chức vượt sông dần dần. Đấy, một cái điểm mở rộng điểm đầu cầu ra. Tuy nhiên thì họ vẫn có thể mở rộng những uh, tiến hành những cái chiến dịch ở phía đông bắc của kharkov trong khi đó thì không những là họ không họ Ukraine không rút được toàn bộ bên này bờ sông đúng không ạ đây là cái điều cực kỳ quan trọng bởi vì cánh quân bên này của Ukraine cực kỳ đông nếu như nga tấn công bên này bờ sông mà bên này chiến địa còn như thế này ấy, thì không khéo Ukraine không đánh cũng phải rút không đánh cũng phải rút bên khỏi bên này bờ sông mà nếu như Nga mà đã sang được bên này bờ sông một tí thì đúng tất nhiên là họ sẽ phải rút chạy khẩn cấp. Nếu như không thì họ sẽ bị quây toàn bộ ở khu này bên bờ sông. Như vậy là nếu mà nga không vội thì đây chính là một cái chiến lược có thể nói rằng là sẽ một mũi tên tấn công vào nhiều cái con chim, đúng không ạ? Sẽ khiến cho ukraine thứ nhất bị che rẽ, bào mòn, bào mỏng, mỏng và đặc biệt là mỗi ngày nga có thể tiêu hao được vài trăm quân ukraine ở khu vực này, đồng thời tiến hành tổ chức vượt sông dần dần các cái cứ điểm vượt sông dần dần khi mà cánh quân phương bắc của họ tiến tới phía dưới và tiếp tục khiến cho Ukraine phải đổ quân vào để giữ cái trận này nếu như họ cố tình giữ Kupian và khu vực Borova hai cái trung tâm quan trọng và tất nhiên là nếu như mà Nga đang trong giai đoạn là bao vây tiêu hao thì đây chính là một chiến thuật tuyệt vời nhất bởi vì nó đơn giản nó cứ kéo dài chiến trường của địch ra thì là cái bên tiêu hao họ sẽ rất thành công và không chỉ lúc bấy giờ ấy, thì Ukraine còn phải um, gọi là dựng một cái trận địa ở đây nữa để mà đón lõng cái trận địa của phía Ukraine ở phía Nga bên phải. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là ít nhất nó có hai cái kịch bản lớn đúng không ạ? Còn tất nhiên thì phía Nga họ cũng luôn gây bất ngờ cho nên chúng ta cũng không biết được. Rất có khả năng thì nó kịch bản lai, nó xuyên táo như kiểu Ocheretine thì chúng ta cũng không không thể ngờ được đúng không quý vị? Rất có khả năng họ chọc một phát ra rồi tiến ngay qua bờ sông. Cũng không biết đâu mà lần nhưng mà nhìn chung thì yếu tố vượt qua sông lớn như này này nó không bất ngờ nó là một cái con sông nó cực kỳ lớn nó phải có rất nhiều những cái tài sản vượt qua sông à, và ở đây thì nga không hề có tí sông hồ nào để mà lưu trữ những cái như vậy cho nên là rất là khó à, chỉ có một cái vài hy vọng với phía nga là một vài chỗ thì uh, tuy là sông nhưng mà nó khó mà khá mỏng đấy họ có thể vượt được qua mà không cần đến tàu bè thế nhưng thời gian gần đây thì nga đã đánh hết các cái cây cầu ở đây rồi Đúng không? Đấy là hai cái viễn cảnh chém gió của chúng ta. Như vậy thì khả năng những thời gian sắp tới Nga sẽ tổ chức tấn công trở lại ở ba cái hướng phía trên, đúng không ạ? Gây sức ép khủng khiếp ở khu vực phía này. Kịch bản thứ nhất là họ đánh chiếm để tiến lên phía trên và đánh đồng thời các khu vực này. Còn nếu không, tất cả những khu vực này bồng im chỉ là uy hiếp thôi. Còn đâu thì họ sẽ hướng về cái khu vực ở phía dưới, Berestove, đúng không ạ? Tabayka và Komani là ba cái bàn đạp của phía nga để tiến về khu khu vực này và trong đó tâm điểm của những trận đầu tiên sẽ là đánh để mà áp chế hỏa lực của Pichane rồi sẽ quay uh, Brestov từ hai ba hướng và sau khi nga chiếm được điểm này họ có thể mở cái uh, cái bàn đạp để tiến thẳng về khu vực này Đấy, rất thuận lợi rất gần gần nhất trong các loại bờ sông chỗ này thì nó cũng là một chỗ rất quan trọng bởi vì nó từ điểm này ấy, thì cái con sông nhánh nhỏ ở đây nó bắt đầu nó đến cái đoạn hồ và nhánh rất to tức là cái lòng sông nó rất to ở dưới không còn cơ hội để vượt qua sông nữa rồi chỉ còn ở khu vực này thôi đúng không ạ Senkove đấy là một cái điểm mà rõ ràng là có cái mức độ đô thị khá dày đặc và có những cái sông ngòi nó cũng di dít đúng không ạ như vậy rất thuận lợi để nga có thể chiếm được những cánh rừng này phía trên, phía dưới và khu đô thị để ẩn quân, để mà chuẩn bị cái chiến dịch có thể để vượt qua sông ở cái khu vực này. Đấy, xung quanh cái khu vực này là khu vực nước lông, còn lại và là cái khu hộ vực uh, uh, sông nó rất là nhỏ và có nhiều cái cây tài nguyên để mà có thể vượt qua sông. Như vậy là một trận địa rất thú vị và thực tế thì cá nhân tôi thấy là tôi chờ đợi cái đề từ rất lâu, bởi vì là đáng nhẽ thì tôi nghĩ rằng nó Uh, phải diễn ra cách đây từ vài tháng bởi vì nga lúc bấy giờ uh, ngay năm mới xong họ đã chiếm luôn hai cái thành này đúng không ạ nhưng mà ngay sau đó phát thì họ bồng im luôn dẫn tới cho những người uh, hâm mộ uh, có thể nói là khá bị hụt hẫng nhưng mà tuy nhiên sau đó thì nga đã mở các chiến dịch ở phía bên dưới và điều đấy cho phép chúng ta suy đoán là tự nhiên họ dưng mặt trận quan trọng như này có nghĩa rằng họ đang chuẩn bị một cái nguồn lực để mà tổ chức nó còn nếu không Trước đây thì họ vẫn đánh đấm y đùng trước đó thôi và Ukraine vẫn tổn thất nhiều nhưng mà bây giờ họ không đánh đấm gì. Cho nên là rõ ràng đang có dấu hiệu chuẩn bị cho chiến dịch lớn là cái điều nó rất dễ hiểu. Tuy nhiên nếu mà Nga đánh ở đây ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái điểm tam giác của họ như thế này thì nó không đơn giản. Chiếm được đến đây thì nó dễ này. Đúng không ạ? Bởi vì nó không có thành quách gì ở giữa, nó chỉ có cái này là cái cao điểm còn lại thôi nhưng mà từ đây vào đến đây rồi mà dọc bốn thành liên thủ với nhau năm thành như này ấy, thì vào nó cực khó đúng không ạ chúng ta đã thấy ở góc bên dưới nga đã ôm hận như thế nào với cái thành này những khu vực bên dưới thì uh, phía nga đã không có cái um, uh, không có một cái sự tập trung họ chỉ là đánh mang tính chất cục bộ thôi thế nhưng ở trên này nếu mà đánh ấy, thì chắc chắn nó là cấp chiến dịch chiến dịch thì chắc chắn họ sẽ có quân xung kích có lính dù có các loại vũ khí công đúng không ạ công thành hiệu quả hơn và nó cũng khá gần với cái hậu phương mặc dù là nó một cái cánh đồng rất lớn chống trải tiến quân vào được thì cực kỳ là khó và ẩn nấp trước cái lực lượng UAV lớn của phía Ukraine thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Vâng như vậy là chúng ta sẽ chờ một cái cánh quân lớn xuất hiện ở khu vực này. Nếu như Nga làm nếu như Nga chỉ làm theo phương án 2 mà chúng tôi đề xuất ra thì có nghĩa rằng họ sẽ không không đánh ở đâu ấy thì họ sẽ khiến cho toàn bộ mặt trận Ukraine à, mở thêm hai chiến trường nữa đúng không ạ đấy, chúng ta thấy lúc bấy giờ trên này nó sẽ xuất một chiến trường ở đây một chiến trường ở đây đúng quý vị đấy mà bây giờ thì vài chiến trường người đã chết rồi lại thêm hai chiến trường nữa xong rồi lúc bấy giờ thì lại bắt đầu si vách nữa bắt đầu nổi lửa thì có nghĩa là ba chiến trường đúng không ạ bốn chiến trường rồi đến New York năm sáu bảy 7 chiến trường ở cánh miền đông Như vậy là rất mệt Và không khéo họ còn đánh cả phía trên nữa là 8 Vâng như vậy là Chúng ta đi qua khu vực đấy Với tổn thất 270 binh lính Rất cao à, Có thể nói là cực kỳ cao ở cái hướng trên này Cao nhất từ trước cái này đấy quý vị ạ Nếu tính ở khu vực trên này Bởi vì trước đây nó cao như thế thì nó phải tính cả cái khu vực dưới này cơ Nhưng mà rõ ràng bên dưới đã không có giao tranh Mà... À vâng có một đoạn giao tranh ở đây Nhưng mà phần lớn thì nó vẫn ở phía trên và điều này cũng diễn biến ngày hôm qua ở Makipka, tức là cái thành ở phía dưới này cũng cho phép chúng ta đi tới một cái kết luận sơ bộ nó nằm trong một cái chiến dịch của phía Nga, đúng không ạ? Đây, chúng ta thấy họ đang bắt đầu có hoạt động ở khu vực này này. Và bây giờ họ tấn công vào cái thành quan trọng này ở đây này, đúng không ạ? Và nếu như mà như thế thì khả năng là sẽ có hướng tấn công ở đây để hướng về khu vực Borova, hướng biên giới quan trọng nhất chia đôi cái khu vực mà chúng ta đã nói. Maikipka này đúng không ạ stemane này và klisoka đấy những cái mũi ba mũi đang đang xảy ra này còn cái mũi này có khả năng xảy ra còn những cái mũi trên thì tôi đã vẽ cùng quý vị còn ở phía dưới này thì nga tấn công rất nhiều mà không vượt không đánh chiếm được cho nên họ đã chuyển lên phía trên để cũng có khả năng chuẩn bị những mũi dưới cũng sẽ xuất phát sau khi mà phía nga đã tấn công vào thành vâng và đây họ đã đẩy ukraine ra khá xa rồi Uh, bản đồ từ hôm qua, bản đồ vùng xám nó ở đây thì bây giờ là vùng xám nó đã lên tới cái ngã tư này rồi. Đấy, và phía Nga đã kiểm soát uh, tiến vào giao tranh kiểm soát một vài cái dãy nhà đầu tiên. Thông tin này và thông tin Krystovka đã được phía Ukraine xác nhận như vậy là nó không còn ảo như lần đầu tiên nữa, đúng không ạ? Lần đầu tiên chúng ta đã bị tung hỏa mù ở cái thị trấn này trong một cái chiến dịch thông tin của uh, phía Nga. Mặc dù cái tin đấy thì nó cũng là một cái kênh không liên quan đến ai nhưng mà rõ ràng là nó cũng nhận được một cái lệnh nào đó. Thế nhưng lần này thì với cái kiểu tiến quân của Nga như thế này, họ đã tiến đẩy Ukraine ra khỏi phía bên này bờ sông ở phía bắc này, à, tức là bên trái rồi này. Đấy, rồi là vùng xám cũng đẩy ra khá xa ra rồi. Thì có vẻ như là chuẩn bị cũng đánh thật rồi đúng không ạ? Chứ không còn là giả vờ nữa đây cũng là một hướng được chờ đợi quý vị ạ, bởi vì là phía nga cũng đã có nỗ lực tấn công rất nhanh trong khoảng độ năm 6 tháng trước một vùng rất rộng lớn ở khu vực này đúng không ạ hàng trăm km vuông sau đó thì họ đã những ngày cuối họ đã tấn công makipka nhưng đã bị phía ukraine chặn đứng ở cái khu vực xung quanh này cho nên là từ đó thì cánh quân này của nga cũng án binh bất động thì nếu như bỏ qua cái yếu tố chiến thuật thì chúng ta thấy rõ ràng là phía Nga đã gặp một cái sức kháng cự ác liệt ở cái đầu cầu Makivka. Đấy, bây giờ họ có hai cái điểm đầu cầu là cái vùng uh, Terizampolika, Makivka. Nếu khu vực này mà được Nga kích hoạt trở lại ấy, thì chỉ trong một cái diện tích rất nhỏ thôi, nó cũng trở thành một cái chiến trường riêng rất nóng bỏng đúng không ạ? Cái chiến trường mà nga đã tiến sát tới các thành của ukraine và đây là một trong những tuyến ukraine đã sống chết để giữ trong thời gian qua như vậy đối với họ nó rất quan trọng nếu mà nga mà mở cái chiến dịch tấn công ở cái hướng này thì nó họ sẽ uh, giữ chân một đạo quân rất lớn của ukraine ở đây như vậy là uh, mũi tấn công đã được kích hoạt ở đây và đã được ghi nhận gần như là chính thức so với ngày hôm qua chúng ta còn nghĩ rằng đó là những cái thông tin tuyên truyền giao tranh vẫn diễn ra ở khu vực phía bắc uh, giao tranh ở năm hướng trong đó thì phía nga vẫn giữ thế tấn công từ khu vực uh, bihororivka Menske, uh, spine phía bắc spine vimka uh, Rastorivka và vasiolekipka chỉ có điểm thay đổi đáng kể nho nhỏ, nhỏ uh, ngày hôm qua ở góc vasiolekka đến ngày hôm nay chúng ta không có thông tin gì thêm và như vậy thì uh, ở phía nga thì chúng ta cứ để ý rằng là nếu mà ngày lễ mà cái gì mà họ muốn đánh để gây bất ngờ đúng không ạ để mà có mũi tiến quân ấy thì chúng ta thấy rằng ngày lễ họ cũng đánh điều này cho phép chúng ta có một cái suy nghĩ khá là chắc chắn là việc là lễ thì nga đánh ở đây nhỏ đúng không quý vị và sau đó thì họ đánh rất lớn ở khu vực này thì có nghĩa rằng là nếu họ đánh lớn thì có nghĩa đấy là trong ngày lễ mà họ đã phải cố đánh một cái mới. Ấy, thì điều đấy có nghĩa rằng họ đã kỳ vọng vào cái mũi công này. Và điều đó cho thấy rằng là nó chính là một trong những mũi chính. Và tất nhiên là ngày hôm qua thì cũng không có cái gì ở khu vực này đáng nói. Tổn thất đã giảm xuống mức 360. Ngày hôm qua thì toàn mặt trận lên hơn 1100. Như vậy là hơn 1100 thì ở trên này nó phải hơn 500. Còn bây giờ đã giảm xuống 360. Hai xe bọc thép, 17 xe khác, 5 6 khẩu pháo. Vâng, rất cũng rất nhiều, hai hệ thống tác chiến điện tử. Như vậy là phía này thì phía Nga không có mũi công uh, ác liệt để đánh chiếm nào. Uh, và và họ vẫn giữ chiến đấu trong một cái uh, giữ tuyến trong một cái ngày uh, lễ quan trọng của họ. Còn ở phía dưới 380, một tăng, một xe, năm xe khác gần chục khẩu pháo, có nghĩa rằng là giao tranh vẫn diễn ra ở đây bất chấp lễ lạt, đúng không ạ? Theo thống kê sơ bộ đến tối ngày hôm qua, thì nga đã tiến lên kiểm soát các khu vực ở phía chỗ này bên phải của Ochidetine này, kiểm soát nốt cái phần phía tây bắc của Ochidetine này, không tiến gì được về Arkhaneske này và không tiến gì được nữa trong trong buổi đêm của chúng ta. Mặc dù Ukraine đã rút ra. Hoàn toàn khỏi hai làng này rồi. Bây giờ chính nga chỉ tiến hành các công tác dọn dẹp. Nhưng với trận địa như này, thì chúng ta thấy rằng là cái, cái 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 chiến tuyến phòng thủ của Ukraine nó vẫn còn nằm đâu đấy ở sát cái cung đường này, khiến cho bước tiến của nga tiến vào rất chậm và chưa giải quyết được các cái phần dọn dẹp trong làng. Có thể nói là đã 12 tiếng đồng hồ đầu tiên, đúng không ạ? Phía Ukraine đã ổn định được cái mặt trận ở các mũi công phía trên. À, còn phía Nga tiếp tục tiến quân mang tính chất là củng cố, dọn dẹp trận địa. Chỉ còn riêng Ochidetene thì họ tiến được một đoạn nhỏ không đáng kể. Nhưng mà dù sao, ngày hôm qua là ngày lễ, thì phía Nga cũng có được cái bước tiến ở cái hướng quan trọng này. Còn ở đây thì uh, các vùng sám Ukraine thì cũng đã bị đẩy lui quá xa. Ukraine nói rằng họ vẫn giữ được một vài phần ở Semenivka. Và chắc là cái vùng cánh rừng này rồi. Còn uh, thông tin đáng chú ý nhất ở khu vực phía Nam chính là việc phía Nga, và hôm qua chúng ta đã bàn rồi, hôm nay nó đã... Nó à, đã có cái bước tiến ở đây rồi à, Như vậy là khoảng độ bước tiến chiếm 30% đúng không ạ 30% của Netalove Trận địa ở khu vực này thì ngày hôm qua diễn ra rất dữ dội Ở toàn bộ cánh phía Nam Có nghĩa rằng hai bên đang giao tranh ác liệt Ở cái tuyến này này Toàn bộ xung quanh khu vực trận địa nevsky Ukraine thông báo về việc giao tranh dữ dội Và họ đang bị phía Nga gây sức ép khủng khiếp và đó là hai cái điểm giao tranh và tiến quân của phía Nga ở khu vực Netalove và khu vực gọng kìm phía Bắc ở Ocheretine. Và chúng ta nhớ về việc Nga đã đưa thêm 10.000 quân từ cái khu vực trung tâm Adipka lên Ocheretine để chuẩn bị cho những mũi tấn công tiếp theo. Bản đồ của phía Nga thì họ ghi nhận là cái bước tiến ở phía dưới này nó nhiều hơn. Nhưng mà nói chung là nó cũng không quan trọng. đúng không? Quan trọng là cái thế trận thôi. Họ tiến được vào thì có nghĩa rằng là họ đang có một cái thế phá tan được cái trận phòng thủ đầu tiên. Giao tranh đang diễn ra ở khu vực trung tâm và hệ thống phòng thủ đang bị xói mòn dần. Lữ đoàn 59 cơ giới của phía Ukraine đã có những dấu hiệu rút lui. Chúng ta sẽ đến với thông tin của phía Ukraine liên quan đến trận địa quan trọng này. Tình huống ở khu vực thềm giao tranh vùng Donetsk đang rất khó khăn. Sau khi chúng ta đánh mất phần phía tây của BDG, và, BDG thì uh, kẻ thù có thêm một cái cơ hội để cắt vào uh, hậu phương uh, đằng sau của chúng ta sau khi Ochiretine cũng chính thức đã bị mất. Vâng, cũng gần mất. Họ vẫn nói rằng là vẫn giữ được 10%. Novo Kalinova cũng gần mất nhưng mà thực tế thì cũng mất rồi đúng không ạ với việc đến đây rồi còn đây thì làm gì mà còn không mất bây giờ có cái ông ấy bảo là adipka có khi còn chưa mất cơ kẻ địch đã tấn công thẳng vào umansk và netailove đây giao tranh diễn ra ở ngoại ô của novo uh, uh, selipka tức là giao tranh diễn ra ở cái thềm này rồi Chúng ta sẽ đánh chặn không cho bọn chúng tiến về vượt qua khu vực Kalipka. Đây là cái phòng tuyến Kalipka ở đằng sau và liệu chúng ta có thể làm điều đó hay không? Việc thiếu thốn đạn dược và sự mệt mỏi của binh lính đang ở mức độ cao nhất ở phía bắc, thì tôi không nghĩ rằng kẻ địch có thể tiến qua Ochiretine nữa, à, nhưng mà chúng ta sẽ chờ xem bởi vì điều gì cũng có thể xảy ra. Và ông, ông báo cáo chiến thuật, uh, chiến trận mà ông ấy báo cáo như kiểu kênh YouTube uh, luận bàn chiến sự như kiểu kênh Phan Sơn, ấy. tức là không thế này thì thế kia đúng không ạ? ông mấy ông Ukraine ấy, chiến sĩ của họ báo cáo chiến trường về ấy, nó đầy cái cái luận điệu cảm xúc đúng không ạ báo cáo thì không được cảm xúc nói thì nói đúng cái gì nói cái đấy bởi vì yếu tố cảm xúc đấy ấy, mà thường thêm thắt vào để thấy là quân mình mặc dù rút nhưng mà vẫn thắng ấy, thì khiến cho kỳ chỉ huy cấp trên nó báo cáo với chỉ huy cấp trên rằng là anh cứ yên tâm đúng không ạ là chúng ta đang thắng mà cuối cùng ông Zelensky ông nói rằng là chúng tôi đang thắng đơn giản thế thôi chúng tôi đã thực hiện ca thuật phẫu thuật thành công à, mỗi tội là bệnh nhân qua đời theo tổng tư lệnh của ukraine tổng tham mưu trưởng ông sisi tình huống cực kỳ khó khăn ở vùng porosky và kurakove đây là toàn bộ cái khu vực mà chúng ta đang khoanh đấy đúng không ạ để đảm bảo <laughs> đảm bảo tính mạng và sức khỏe của binh sĩ chúng tôi đã ra lệnh các đơn vị rút về mặt trận mới và không phải rút về mà di chuyển tới mặt trận mới vâng nếu mà ông báo cáo cho sếp của ông mà ông nói theo cái kiểu đấy thì nhiều lúc người ta lại nghĩ rằng ông đang di chuyển về mặt trận mới là ông di chuyển về uh, hướng kẻ thù và mục tiêu là để đảm bảo sức khỏe và tính mạng thế nhưng thực tế nó không phải đúng không ạ ukraine đã dồn rất nhiều quân đến ngày hôm qua họ còn biết là BDG mất rồi họ còn tung cả một trung đội vào để mà nướng chín tại khu vực đấy biết chắc là đi không trở về rồi Thế nhưng mà cuối cùng đã tung quân vào và thật sự là họ đã ra đi hết. Mà BDG là điểm sâu nhất của ngày hôm qua quý vị ạ. Thế nhưng mà họ cũng tung vào như vậy thì... Vâng, có thể nói rằng là cứt diễn như thế này là khó. Nói chung là cái nghề diễn ấy, nó mang tính chất giải trí đúng không, quý vị. Chứ còn nó không giải quyết. Nó giải trí nhưng nó không giải quyết. Tức là giải trí nó làm cho người ta vui, nó có tí ma túy tinh thần tại chỗ đó nhưng mà cuối cùng thì nó không giải quyết mà nó còn để cái cái bệnh nó nặng lên cái u nó to lên và cuối cùng nó lại phải giải phẫu <laughs> đúng không? Mà giải phẫu lúc bây giờ nó quá muộn thế thì nói chung là hãy chọn giải phẫu giải quyết hay là giải trí rồi xong cuối cùng mất rồi thì là giải thích và cuối cùng là có một cái cuộc chiến mang tính chất giải đãi. đúng ạ và thôi anh ạ đánh được thì đánh mà không đánh được thì rút đi hòa bình rồi cuối cùng tất cả mọi người cùng sướng ấy mà vâng và cuối cùng chúng ta đến với lại uh, cái hoạt động cuối cùng của ukraine diễn ra trong đêm uh, ukraine đã tổ chức uh, một đợt uh, uh, một cái cụm quân ở đây họ tung ra một mũi tấn công vào sườn phía trái uh, phía phải ochiretine một uh, khu vực vào khu vực đường sắt ở đây hai mũi tấn công phản công về hướng tây bắc của cả ochiretine một mũi phản công à không phải một mũi rút quân ở Novo Bakhmut Ochi, à, cái gì à, vâng phía tây của Novo Bakhmut Kita như vậy là có bốn cánh quân tấn công trong đêm một mũi rút quân chúng ta hãy xem là à, đến chiều ngày hôm nay thì có nên cơm nên cháo hay không à, và chúng ta rời khu vực này với tổn thất 380 rất cao 380 này với 360 là đi bao nhiêu là 740 rồi 740 270 nữa là bao nhiêu quý vị là một ấy rồi 1.000 rồi đúng không ạ nghìn một rồi và còn phía bây giờ chúng ta đến với phía bên dưới luôn xem nó là bao nhiêu nghìn bên bên dưới tám nữa có nghĩa rằng nghìn hai rồi à không mà một nghìn với lại tám thì mới là nghìn hai nghìn hai mới lại phần khe son chắc là vài chục năm chục như vậy là khoảng độ gần một nghìn hai lớn hơn hôm qua một tí đúng không ạ Vâng, ở cái chiến trường này thì uh, vâng, ở đây là điểm nóng này, ở đây là điểm nóng này, còn ở đây thì uh, không có gì quý vị ạ. Có nghĩa rằng là đúng là nghỉ lễ thật. Chúng ta chỉ đến xem xem là trong cái Krasnohorivka này có gì không? Không có gì. Như vậy Ukraine cũng đã không phản công đánh bật Nga ra được trong những nỗ lực phản công của ngày hôm qua, trong suốt 24 giờ ngày hôm qua. Còn phía Nga hôm qua cũng uh, sau khi họ tấn công qua đường tàu, thì họ đã vượt lên chiếm được những tòa nhà cao tầng và đẩy lui Ukraine ra ở nhiều vùng xám khu vực bên phải. Bây giờ họ đang dùng cái chiến thuật nở hoa lòng địch từ cái điểm cao điểm này. Rồi họ cũng tấn công trở lại vào nhà máy hôm qua từ nhiều hướng nhưng mà rõ ràng là họ cũng không vượt qua được hệ thống phòng thủ của Ukraine. Điểm này là một cái ranh giới chết đúng không ạ? Ranh giới quyết định nếu Ukraine để mất cái này thì họ cũng mất luôn cả thị trấn. Nhưng mà sau tôi không biết là đến ngày hôm nào thì họ nghỉ lễ xong, nhưng mà rõ ràng là sau khi nghỉ lễ hoặc là vào tuần tới đúng không ạ? Trước khi mà ngày lễ chiến thắng thì họ có thể phát động những chiến dịch lớn từ phía Nga đấy. Hoặc là sau, uh, hoặc là sau ngày lễ đúng không ạ? Ngày lễ họ sẽ tuyên bố uh, đánh nhau to to. Coi như họ có một cái tuần nghỉ lễ từ ngày hôm uh, nay 29 cho tới ngày mùng uh, 8. Tức là khoảng 10 ngày. Tất nhiên đây là suy đoán của tôi thôi Nếu mà khả năng Đấy là có một khả năng Nhưng khả năng cao là họ sẽ đánh trước ngày lễ Bởi vì là thú thực là đánh nhau mà Thì nghỉ nghiếc gì mà nhiều như vậy Đúng không ạ? Cho nên là nghỉ nó cũng chỉ ngắn ngắn thôi Rất có khả năng thì ngày mai Tức là bắt đầu tuần của họ Thì họ sẽ tấn công ác liệt trở lại Và bên dưới này thì vẫn có những hoạt động giao tranh Đặc biệt là ở khu vực Vuleda thì phía nga tấn công bom càng ngày càng ác liệt hơn cái khu vực này Đấy, và chuẩn bị rất nhiều thứ cho hai gọng kìm ở hai bên tay trái của họ dọn dẹp chiến hào công sự bằng uav rồi đem xe máy xe miếc đến ở khu vực này Đấy, và xe máy đã làm cho khiến cho đã giúp nga tạo được những cái tiến bộ rất quan trọng trong thời gian gần đây không khéo là họ sẽ sử dụng cho cái trận địa ở đây và còn ở phía bên Uezhaya uh, thì uh, phía nga cũng đang tích cực mở rộng địa bàn, củng cố chiến địa và cũng chuẩn bị cái hậu cần khá là hoành tráng ở cái phía đằng sau. Uh, rồi họ tiếp tục ném bom cắt cầu ở khu vực phía bắc như vậy là đây cũng là một cái cánh uh, rất quan trọng đúng không ạ? chúng ta đã nói khá nhiều lần. đây chúng ta nhìn đến một dọc các thị trấn uh, trên cái bản đồ san sát với nhau hướng về quận Velika. điều đấy cho nghĩa là rất quan trọng. Kurekove tuyến phòng thủ lớn nhất của Ukraine ở tuyến này và cũng chính là điểm Marinka lên như vậy là ở tâm điểm của hai cọng kìm nó chính là hướng Uzozaya -e Velika này và với khu vực Kurekove và trước đó thì Nga phải giải quyết được cây góc Vuleda hiện tại thì ở góc này Nga có nhiều cái lá bài để lựa chọn cách tấn công đúng không ạ họ không nhất thiết là phải đánh Uleda À, cũng uh, nếu mà lựa chọn phương án tấn công và đánh chiếm ngã tư à, uh, như vậy thì họ có thể chỉ cần tiến hướng trên khu vực này thì bắt buộc nó phải đánh vào khu vực này rồi để tiến lên Velika nếu họ tiến được hai hướng này mà không cần uh, diệt cái pháo đài Vuleda thì nếu họ tiến được thì có nghĩa rằng ở bên đây nó tự khắc nó sẽ bị toàn nhưng rõ ràng hai cánh này mà tiến lên được thì nó cần một cái căn cứ địa rất lớn và nó cũng sát tới Vuleda đến nơi rồi đúng không ạ nhìn chung thì những cái chiến trận thời gian sắp tới và thời gian vừa qua làm cho chúng ta rất mãn nhãn và bất ngờ bởi vì cách đánh của nga nó cũng không theo một cái quy luật nào một lúc thì nó rất cứng nhắc đúng không ạ rất bài vở nhưng mà có lúc thì nó rất ngẫu hứng đặc biệt là những hướng tấn công mới nó rất táo bạo ngẫu hứng cho nên nó luôn khiến cho chúng ta có những cái sự uh, gọi là mong chờ uh, bởi vì cái lối đánh nó không theo những cái logic như vậy nhưng về cơ bản về cơ bản là họ những cái nơi nào mà họ cần uh, có một cái sự bất ngờ úp sọt chọc trước ấy, thì họ đánh rất táo bạo đúng không ạ như kiểu ochiretine adipka thế còn uh, phần lớn thì nó uh, nó rất là sách vở tức là cứ gọng kìm bao vây tiêu hao cho nó chán rồi rồi đến lúc là không đánh tự nhiên nó bung đúng không ạ à, có hai cách đánh quan trọng của phía nga một là nếu địch uh, mạnh và phòng thủ tĩnh thì bao vây Đấy. Còn nếu như địch yếu hoặc là nơi mà nó chí quan trọng như Ochidetine thì sẽ chọc vào rồi nở hoa, đúng quý vị, chọc vào ba hướng, tỏa ra ba bên như thế này. Đấy và cái nối đánh này thì uh, nó đã hành Ukraine trong suốt thời gian vừa qua. Vâng, mặt trận phía bên trái không có gì đáng kể trong 12 giờ qua. À, ở khu vực này thì uh, bây giờ Nga đang uh, À vâng, ở đây có một cái diễn biến mới. Ukraine đã vượt qua sông, chiếm cái uh, hai cái đảo này đây và quý vị nhìn xem hai đảo này đã bị chiếm trong ngày hôm qua ngày hôm kia thì cái đảo này rồi tôi cũng không để ý lắm bởi vì nó không quá quan trọng nhưng mà bây giờ chiếm cái này thì lại phải nói rồi họ chiếm cái này thì chúng ta thấy rằng là trước đây thì chúng ta đã từng vẽ cho ukraine cái đó đúng không ạ nhưng mà ukraine không làm bởi vì có khả năng yếu tố thời tiết và chiến cuộc lúc bấy giờ nó không thuận à, bây giờ thì thuận hơn về thời tiết và nguồn lực và khí thế khi mà nhận được tiền và thủy quân lục chiến mới cũng đến đây rồi à, nghe đồn là đâu đấy có cả cái uh, một lữ đoàn mới toanh thủy quân lục chiến nữa cũng đã vừa đến đây trước nó chỉ từ 35 đến 38 thôi nhưng bây giờ nó đến sáu mấy tám mấy ấy. và họ tấn công UAV dữ dội vào khu vực này này và thứ nhất là họ đang đóng ở kinh khoảng độ 200 người này họ tấn công UAV mạnh vào đây này và vào vùng kinh đúng không ạ và vùng chạy cô giác này ba điểm ở đây này Khu vực Antonov thì luôn là một cái nơi mà tham vọng Ukraine à, nó sát khu vực đô thị lớn nhất phía Ukraine ở à, phía nga bên này bờ sông. Còn lại phần phía trên thì là Kakovka là khu vực đô thị thứ hai và cũng là điểm duy nhất mà đường quốc lộ đi qua cầu, đây cũng là cầu. Có nghĩa rằng đây là hai cái đơn vị cấp quận lớn, đúng không ạ ở cái cánh này? Thì ở giữa đó nó có chạy cái Green Key thì Ukraine đã sang một lần rồi. Các nơi này Ukraine đều có những nỗ lực sang. Có lần ở trại cô họ đã sang mấy trăm người rồi nhưng mà sau đó bị đánh bại. Ở cầu Antonov thì họ đã sang và họ ở đến nửa năm. Đúng không ạ. Bây giờ khả năng vẫn còn người ở dưới chân cầu. Còn ở trên Kakupka thì chưa bao giờ sang. Nhưng mà nó là một nơi cũng không thể bỏ qua. Thế thì cái câu chuyện chúng ta thấy rằng là Ukraine giai đoạn đầu họ đã tổ chức vượt qua sông và họ đã đem đến hàng nghìn quân bên này. Rồi họ định nở hoa ở phía bên này, thế nhưng mà họ đã không nở thành công, đúng không ạ? Hoa nó héo tàn quá nhanh, vì các yếu tố Nga cũng đã dày, uh, có là trà đạp trận địa của Ukraine. Họ không thể tổ chức sang các cái cánh này để che chắn và chặn bước chân của phía Nga hai bên sườn. Ở đây là điểm không thể vượt qua nhé. Như vậy nếu Ukraine hình thành được một cái trận địa ở giữa, mà hai điểm chốt này ấy, thì nó là một cái pháo đài, đúng không ạ? Rất khó để xâm phạm, nhất là cái hỏa lực trận địa. Radar phòng không Uav của Ukraine nó dày đặc ở ngay bên kia gần nhà sang ngõ. Mà nếu họ đánh nữa ở đây nữa thì nó họ cũng không thể chiếm được đâu. Nhưng mà họ sẽ chiếm một vài rồi họ đại khái là quấy giày. Rồi sau đó họ sẽ đánh chiếm khu vực ở giữa này, đúng không, quý vị. Đánh chiếm khu vực ở giữa này rồi xong họ sẽ đổ bộ những cánh quân lên đây để cắt đường tiếp viện của Nga từ đây xuống khu vực bán đảo Kimbun. cắt ở khu vực này, khu vực này đấy từ mũi này đổ bộ sang cắt ở đây nếu như mà họ không cắt thành công thì họ có thể cắt ở đây sau đó thì từ các cửa biển và các bên kia bờ sông họ sẽ đổ bộ sang khu vực này thành lập một cái căn cứ địa quan trọng ở trên bán đảo này đúng không ạ và thậm chí cũng không biết đâu được nếu mà nó thuận tiện thì họ cũng sẽ tấn lấn dần tới khu vực này để hình thành một cái điểm mà ở bên này bờ sông mà nga cũng rất khó để có thể làm gì thế nhưng mà về chiến thắng truyền thông thì nó cực kỳ là vang dội, đấy có thể nói là cực kỳ vang dội luôn và nó vang dội hơn cái này rất nhiều và tổn thất của nó có khả năng nó được đảm bảo hơn bởi vì là thực tế thì nó không làm lọt khe giữa hai cái khu vực quan trọng của phía nga cho nên là phía nga cũng sẽ không có những cái sự khẩn trương đúng không ạ để mà quyết giải quán giải quyết được cái cụm này của Ukraine. Thế nhưng mà ở đây thì chưa chắc là nga đã phải mặn mà với cái, cái đoạn này À, và, và, và tất nhiên thì đối với, với nga thì họ cũng quá không quá quan tâm nhưng đối với ukraine thì nó là một cái chiến thắng cực kỳ là hoành tráng cho nên rất có khả năng ấy, là ukraine nói rằng họ nhắm ở cầu crimea nhưng mà cũng rất có khả năng quý vị ạ họ sẽ có một chiến dịch ở khu vực này khu vực này khu vực này hoặc là khu vực uh, chống trải ở đây này uh, chống trải khu vực này hoặc là một chiến dịch cực lớn nhắm vào đánh chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia Đúng không ạ? Rồi tôi nãy nãy tôi quên cái này đấy, còn cái này tôi nghĩ tới từ hôm trước cơ. Thì như chúng ta nói đến ngày hôm kia thì ông Zelensky còn nói rằng là chúng tôi yêu cầu ra tối hậu thư là phía Nga phải bàn giao cái nhà máy này ngay cho phía Ukraine quản lý. Đấy, thế thì bây giờ với việc họ cứ tung là đánh cái cầu ở phía dưới Đúng không ạ? Tại sao lại tung thế thì chúng ta cũng thấy là khó hiểu. Như vậy rất có khả năng Nga dồn nguồn lực bảo vệ ở đây thì họ đánh ở đây, đúng không ạ? Đánh ở đây ấy, thì nhà máy điện hạt nhân mà rơi vào tay Ukraine thì chúng ta cũng tôi cũng nói nhiều mà tôi nói lại nếu như rơi vào thì có nghĩa rằng Ukraine đang có một cái quả bom nguyên tử mà không cần phải kích nổ, đúng không ạ? Chỉ cần dọa à, cầm cái bật lửa dí vào ngoài nổ thôi. Đấy. Và quay phim chụp ảnh thôi Thì chắc chắn là không chỉ người Nga cộng đồng quốc tế, người Mỹ thậm chí đặc biệt là người châu Âu nói chung là đóng bỉm hàng loạt. Cho nên là đây chính là một trong những cái điểm mà Ukraine mong nhất đấy nói thật là họ bất chấp họ tấn công UAV và mà pháo kích và mà à, và tụ tập rất đông quân ở thời gian gần đây và đã có lần tung hàng trăm quân, vài chục thuyền sang và thất bại nhiều lần rồi, đúng không ạ? À, cho nên là cái để mà phá thế trận tiến công của Nga ấy, chỉ có mỗi cái này thôi. Mỗi cái này thì có thể chặn được phía Nga còn cắt cầu hay là đánh chiếm ở đâu thì nó cũng không thay đổi được. Nhưng mà nếu mà chiếm được nhà máy điện hạt nhân này thì rất có khả năng là họ sẽ uy hiếp được. Đấy, và đây là một cái diễn biến lớn chúng tôi cũng không thể chém gió được. Vâng, <laughs> vậy là chúng ta lại chờ xem thôi. Vâng, bây giờ nhìn lại thì uh, kết thúc cái uh, uh, một cái chuỗi đúng không ạ, một cái chuỗi tiến quân của phía Nga chuỗi chiếm thành ở vùng miền đông thì đã tạm dừng rồi à, nó sẽ không còn dày đặc như tuần qua nữa à, thế nhưng bây giờ nó bắt đầu xuất hiện ở cánh phía bắc đúng không ạ còn cánh phía đông thì nó di chuyển xuống phía dưới tạm thời mình cứ gọi hết là một cái chuỗi ăn bàn đi thế nhưng mà bây giờ nhiều người đồn đoán về những cái kế hoạch của nga trong thời gian tới Tất nhiên thì mặt trận phía đông lúc nào họ cũng có cái nhu cầu nếu không đánh chiếm toàn bộ giải phóng toàn bộ thì họ sẽ phải làm suy yếu đúng không ạ? Suy yếu với những cái chiến trường quan trọng uh, sau này như Kramatorsk, Slovian thì trong đó phải đánh tới Porok rồi Constantinopka, Chasovja là đương nhiên rồi. Thế nhưng mặt trận miền đông nếu chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy một điểm là uh, đây. Chính uh, mặt trận uh, số 1 uh, từ uh, Zaporizhia tới Kherson, trung bình thời gian gần đây là 50 Tổn thất 50 mỗi ngày, đúng ạ à, Mặt trận Uleda, Nam Đô Nhét thì khoảng độ gần 100 Đấy, trung bình thì là 100 Nhưng mà những ngày gần đây thì gần 100 Có ngày thì nó hơn à, Mặt trận Adipka thì tầm khoảng 350 Vâng, trong tuần vừa rồi thì có ngày nó gần 400 Mặt trận ở vùng Bắc Mút thì những ngày gần đây trung bình nó phải 500, đúng ạ 500 trung bình, nếu tính cả trong vòng 7 ngày trung bình ấy. Còn nếu không thì nó phải hơn 400. Như vậy thì những mặt trận ở phía trên chúng ta sẽ nói sau. Chúng ta thấy rằng đây là một cái con số đã thống nhất duy trì một thời gian rất lâu rồi, 850, 900, 1000, đúng ạ? Nó rất thống nhất đều đặn nó trung bình là 1000 đấy. Thế thì bây giờ hôm nay nó xuất hiện cái mặt trận ở đây là 270, đúng ạ? Thì mình cứ cho nó là vâng 270. Uh, bây giờ nó mới là một điểm như thế này nhá. Nhưng nếu mà nga mở trận địa này kết hợp với cái trận địa ngay phía dưới là liman đấy, đúng không ạ? thì uh, họ hoàn toàn có một mặt trận mà nó diễn ra ở một cái giải đất dài như vậy và rất nhiều thành quách như vậy thì cái mức tổn thất của nó cũng không phải là ít. Họ có thể đem cái con số tổn thất mình cộng dồn hai chiến trường này nó khoảng độ 300 mỗi ngày chứ không phải ít đâu. Đây là mình tính, mình tính là theo kiểu tính doanh thu làm ăn đấy quý vị đúng không ạ bởi vì đây là cuộc chiến về phía nga nó chính là cuộc chiến tiêu hao mà cho nên là mình đang nói về cái khía cạnh là tiêu hao để làm sao để có thể thành công hay là đạt được doanh số đúng không ạ nói như vậy để cho nó dễ hiểu quý vị nhé không phải là mình lấy cái chuyện là chết chóc ra để mà nói cho nó vâng, kiểu như là trên nỗi đau khổ người ta đúng không ạ nhưng mình nói về chiến tranh mà phải chấp nhận thôi thế còn bây giờ thì nga cũng rất gần với cái việc là họ tạo ra một cái chiến trường ở khu vực Kupian ở khu vực Khắc Cốp ở phía đông bắc, đúng ạ Bắt buộc nó phải có Bởi vì nó có thì nó mới giải quyết được cái vấn đề ở vùng Kupian này trên đường dài Cho nên bây giờ nó phải hình thành Và ở trên đây thì họ chỉ cần tạo ra một mặt trận có cái sức tổn thất khoảng 100 nữa thôi tất nhiên là một trận tích cực, đúng không quý vị? Ở một khu vực quan trọng Thì uh, hoàn toàn cho phép chúng ta thấy Là nếu như mà Nga mở rộng hai mặt trận phía bắc này Thì họ sẽ có thể uh, cộng thêm 40% cho tới 50% cái tổn thất hàng ngày của Ukraine. Đúng ạ. Đấy mới là cái điều mà tôi nghĩ rằng Ukraine sợ nhất. Nếu quý vị nhìn thấy à, những cái diễn biến đổ sụp trên chiến trường của họ ấy, nó chính là đến từ cái việc là nguồn lực của họ bị Nga bao vây, à, bào mòn nó quá ác liệt trong thời gian vừa qua, đúng không ạ? Nó dẫn tới sự sụp đổ. Cho nên là khả năng thời gian tới thì tất nhiên là Nga có đánh ở đây, ở đây, ở đây, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là họ phải kéo dài chiến tuyến ra 50% nữa. Đấy để mà tiêu hao cho phía Ukraine và khả năng họ sẽ mở lại tiêu hao mặt trận phía nam chỉ cần thêm 100 nữa thôi đúng ạ thì có nghĩa rằng là 1.500 mỗi ngày đấy đấy là chúng tôi cứ tính cua trong lỗ vo vo vậy quý vị nhá quan trọng là sức ép thôi bởi vì bây giờ nga đang rất ép ép rất ác liệt ở miền đông đúng ạ à, thì cũng không có lý do gì họ không có thể tổ chức được một cái sức ép gần tương tự như vậy mặc dù chiến tuyến miền đông thì nó không có dài lắm đâu đấy nhưng mà thậm chí bên trên này nếu có nó còn dài hơn zaporizhia nó cũng rất dài một nghìn mỗi ngày đã chết rồi, đúng nguyên vị. Nếu mà lên nghìn rưỡi nữa thì thôi, tôi không nghĩ rằng quân đội nào uh, cái quy mô như Ukraine có thể chịu nổi nhiệt. Đấy và như vậy thì cũng chả cần phải đau to búa lớn làm gì. Chúng ta đọc mà cái báo cáo ngắn Ukraine này. Vào thời điểm này quân địch đã thành công ở những khu vực sau: Senamik 300m, Novo -Novo Novoporoski 300m, Netalove 300m, Umanske 100m. Solovio 300m, Krasnohorivka 200m, quận kênh 100m, Klitschivka 200m. Vâng, hàng chục điểm, nhưng mà nói chung là Ukraine cũng toàn chơi 100 đến 200m thôi. À, mặc dù là nhiều khi bay cả thành hoặc là bay mấy km nhưng mà toàn thấy mấy trăm mét Nếu mà theo báo cáo của Okina mấy trăm mét như này á, thì bây giờ họ còn chưa tiến vào được tới cái Ochiretine Họ chưa tiến được vào cái khu vực trung tâm đâu Trung tâm nó phải cách xa cái bên ngoài nó khoảng độ 2km. Thế nhưng mà từ hôm đến giờ các ông ấy toàn bôi 100m, 200m thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa thì nó cũng nói lên thế trận đúng không ạ? Chưa bao giờ chúng ta thấy là mặt trận ngày hôm qua có sụp đổ tới hàng chục tuyến. Và những khu vực khác thì họ nói là còn đang tiếp tục uh, cái gì? Uh, làm rõ thêm. Rồi trận tuyến đang diễn ra rất ác liệt ở Peromaiske. Uh, nhưng mà quân địch nó không thành công. Sức ép ở vùng Neveske rất ác liệt. Vâng, các hướng khác không thay đổi. Còn đây là báo cáo cấp nhà nước này. Tình huống ở ngoài mặt trận đang suy thoái nghiêm trọng, tuần này giao tranh ác liệt diễn ra dọc chiến tuyến. Đây là báo cáo của ông Tổng tham mưu trưởng Siski. Ông Siski đã lưu ý rằng là những kẻ tấn công đang cố nắm giữ thế chủ động chiến lược để mà tạo ra những đột phá trên chiến tuyến tập trung những nguồn lực chính vào nhiều khu vực tạo ra lợi thế, uh, chiến lược một cách uh, lớn lao về nguồn lực và trang thiết bị. Vâng, cái này thì chẳng liên quan gì. Tại vì tự nhiên lại tạo ra nguồn lực uh, và và trang thiết bị. Có nghĩa rằng nó nó không phải lỗi quân đội quý vị ạ, mà là do Nga có quá nhiều nguồn lực. Kẻ địch đang tiếp tục tấn công dọc chiến tuyến và đã có thành công chiến thuật ở một vài hướng. Tình huống đang thay đổi một cách rất nhanh chóng một vài vị trí của chúng ta và địch đã thay đổi nhau sở hữu trong vài lần trong một ngày và điều này dẫn tới một cái sự mơ hồ liên quan đến sự hiểu biết về tình huống và báo cáo của ông tổng tham mưu trưởng thì bây giờ nó mắc một cái bệnh diễn nó quá sâu rồi đúng không, quý vị à, như tôi nói quý vị ấy, là ngày xưa thì ông này ông có gì ông nói đấy từ khi mà ông chưa lên làm tổng tham mưu trưởng ông này là người vị tướng mặt trận ấy thì có một thì ông nói một Nhưng mà kể từ khi mà ông ấy thay ông Giannulli ấy Thì ông ấy đã buộc phải nói mà chúng ta nói cách đây hai tuần đấy đúng không ạ Ông ấy nói rằng là mọi thứ bây giờ rất ổn Đấy chúng ta đã bình ổn được trận đấu này nọ Rồi quân địch tổn thất này nọ vân vân ấy Thế nhưng mà bây giờ từ lúc bấy giờ thì ông ấy đã mở ra một cái hộp đúng không ạ Hộp virus nói dối và cái nó chưa người ta chưa tìm ra thuốc chữa bây giờ thì ông ấy bắt buộc ông phải theo lao rồi và đây chính là cái luận điệu mà của ông Zelensky thôi có nghĩa là tôi nói đơn giản là một vị lãnh đạo quân đội nhưng mà đã đi vào sâu bít. Điều đấy nó cực kỳ tồi tệ đối với lại quân đội. Ngoài ra, theo ông C-Sky thì uh, kẻ địch đang tăng cường cả về số lượng lẫn trang thiết bị vũ khí. Những tình huống khó khăn nhất đang diễn ra ở khu vực uh, và khu vực nãy tôi nói cùng quý vị ở đây. Ở nơi này, quân địch đang cố gắng phát triển những uh, đợt tấn công hướng thẳng về phía Tây của Marinka, Adipka, và họ đã tập trung tới 4 lữ đoàn ở khu vực này. 4 lữ đoàn thì ăn thua gì so với Ukraine? Và cuối cùng ông kết luận bằng câu chúng ta đã nói là quân đội Ukraine dưới những nỗ lực để mà bảo tồn tính mạng binh sĩ và sức khỏe của binh sĩ đã di chuyển đến những tuyến phòng ngự mới. Và tóm lại là nó lại là sâu bít đúng không quý vị? Vâng, thế này thì uh, chương trình đã dài rồi. Và ngày lễ nên nhưng mà cuối cùng nó lại leo thang và hôm nay lễ thì quý vị là rảnh chúng ta chém gió với nhau thôi đúng không ạ à, chúng ta kết thúc bằng một bài phát biểu của ông tướng người Mỹ đây là ông Wesley Clark trước đây thì ông là tổng tư lệnh tối cao của lực lượng NATO uh, tại châu Âu bây giờ thì ông làm tướng gì đó ở trong bộ quốc phòng uh, tất nhiên là một vị tướng cao cấp ông ấy có một bài phát biểu thế này uh, về Putin này Putin là là một người đàn ông cực kỳ cứng rắn và thông minh hơn nhiều so với lại Milosevic. Milosevic là tổng thống của Liên bang Nam Tư. Milosevic là một luật sư. Ông ấy tất nhiên cũng là một người của quân đội. Bởi vì ông ấy tốt nghiệp từ một học viện sĩ quan. Tuy nhiên thì ông ấy không phải là một vận động viên điền kinh. Ông ấy không có một cái tinh thần của một chiến binh chỉ biết đến chiến thắng trong trái tim. Nhưng mà Putin thì hoàn toàn khác, Putin thì có tất cả những điều kể trên. Khi tôi uh, chiến đấu với lại Milosevic, tôi biết rằng ông ta sẽ thua. Nhưng mà Putin thì không biết thua. Và cái tinh thần uh, chiến đấu của ông ấy thì không bao giờ có thể bị bẻ gãy. Và cách duy nhất để khiến ông ấy thua trong cuộc chiến này là chúng ta phải tìm cách để mà đập vỡ cái ý chí và tinh thần của ông ấy. <laughs> Trông thì như kiểu là táo bón kinh niên và mắc thêm chứng trầm cảm thế này mà đòi đập vỡ được cái tinh thần ý chí của Putin. Mấy cái ông cựu tướng quân xe đẩy thời bình này nói chung là không tin được. Lại thêm một vị tướng quân nữa nhận phong bì của thế giới ngầm thôi. Nhưng dù sao thì ông nói một nửa thật. Đúng là Putin là một chiến binh. Đúng không ạ? Rất khó để mà có thể chiến thắng được Putin nếu không mà quật ngã được ý chí. Quật ngã được ý chí của Putin thì gần như là không thể. À, ngày xưa chúng ta thấy rằng là ông Saddam Hussein ấy, thì um, khi mà ông bị bắt thì người ta đưa ra những hình ảnh trông ông ấy nó mất hết ý chí chiến đấu. Đấy, thế nhưng mà ai cũng biết rằng là người ta đã cho ông ấy ăn những cái gì, đúng không ạ? Để mà ông ấy trở thành một cái người ngơ ngơ ngác ngác sau 3-4 tháng cầm tù. À, muốn đập được ý chí Putin thì phải làm giống như Saddam Hussein. Muốn làm được như Saddam Hussein thì lại phải đánh nhau ở ngoài quân đội đã mà đánh nhau với quân đội thì không thắng được nếu mà không làm cho ý chí Putin tan vỡ mà muốn ý chí Putin tan vỡ thì lại phải đánh nhau được quân đội thắng đã và như vậy nó cứ lặp đi lặp lại là với ông lẩn quẩn nhưng mà qua câu chuyện của ông này thì chúng ta có thể thấy một điểm rằng là mình không có thể nói ngoa đúng không ạ không nói ngoa nha quý vị nhé nếu mà chúng ta xét một cái cái cái, cái không chỉ chiến cuộc này đúng không ạ mà ta chúng xét trong một thời gian khoảng 10 năm thì chúng ta thấy rằng Putin đóng góp vào một cái chiến thắng nào đó hoặc một cái sự trở lại trỗi dậy của người Nga. Tôi phải nói rằng là hơn 50%. Mình không lôi ra để mình cân đo đong đếm đâu, bởi vì nó không cân đo được. Đúng không ạ? Nhưng mà có những cái nhà lãnh đạo ấy, nó có một cái khí chất nó tỏa ra xung quanh. Đúng không ạ? Nó tỏa ra thực chất về công việc, về thần thái, về cái khí chất, khí thế, khí độ. Nó khiến cho cả cái quốc gia để nó hưng. Đúng không ạ? Hưng vong là do những cái nhà lãnh đạo nhưng mà đối với nước nga thì tôi thấy rằng là chúng tôi từng phân tích quý vị rủi ro lớn nhất đối với họ nằm ở putin cho nên ông tướng này ông nói rất đúng đúng ạ có thể nói rằng là phải bẻ gãy ý chí của putin thì cơ bản cũng là cái việc là phải tìm cách để giải quyết putin giải quyết putin xong thì sẽ hứng chịu một cơn thịnh nộ của nước nga còn sau đấy thì chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không dám bản vâng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị ngày lễ cuối tuần và ngày lễ chiến thắng vui vẻ mạnh khỏe hoành tráng rực rỡ cảm ơn quý vị rất nhiều